Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn tham gia một cái kèo Airdrop đến từ cái nền tảng là Zinlex Foundation và bên phía dự án bất động sản 4.0. Họ đang phát hành cái token là cái dự án Propacy, một cái nền tảng về đầu tư bất động sản 4.0 thông qua tiền mã hóa. Thì để tham gia cái sự kiện Airdrop này, các bạn cần phải có một cái ví là Karat Demon Wallet, là cái ví của bên phía Zinlex Blockchain, để mình sẽ nhận cái đồng coin của dự án Propacy về ví là cái đồng Prot nhé. Và ở đây thì mình cũng nói qua một chút về cái kèo mà bạn nào đã đào đồng Zinlex ở trên sàn Zimi thì các bạn cần phải có cái ví Karat này và cần phải liên kết cái tài khoản ví này với cái sàn Zimi trước cái ngày là mùng 2 tháng 12 năm 2023. Nếu như mình mà không liên kết tài khoản ở bên phía ví Karat Demon Wallet với cái tài khoản bên phía sàn Zimitalo thì sau cái ngày mùng 2 tháng 12 đối với cái đồng Zinlex mà các bạn đã đào được trước đây thì họ sẽ không trả khóa nữa nhé. Nên là họ sẽ trả sau cái ngày mùng 2 tháng 12 về cái ví Karat. Và nếu như bạn nào mình muốn tham gia cái sự kiện của là ngày hôm nay là cái sự kiện của cái dự án bất động sản 4.0 mà các bạn chưa có tài khoản ví tức là chưa có cái ví Karat Demon Wallet thì các bạn vào cái cửa hàng Shopify, bạn ghi cho mình cái chữ là, các bạn search cho mình cái chữ là Karat Demon Wallet thì đây là cái ví của nó, và các bạn sẽ là cài như kiểu là ví Chớp hay là ví MetaMask. Và cái quan trọng nhất thì mình cần phải là chụp lại cái cụm từ ghi nhớ để sau này mình sẽ là thay đổi điện thoại gì đấy thì mình sẽ có cái mật khẩu cụm từ ghi nhớ để mình sẽ đăng nhập lại ví nhé. Còn bây giờ quay lại với cái sự kiện Airdrop ngày hôm nay thì mình sẽ là hướng dẫn cho bạn tham gia là mình sẽ nhận được là ba cái đồng coin dự án là cái đồng Prop. Thì đây là cái phần giới thiệu chung về cái nền tảng hệ sinh thái của dự án bất động sản 4.0, bắt đầu đầu tư chỉ với là 10.000 đồng. Chúng tôi mang lại giải pháp công nghệ blockchain cho phép bạn dễ dàng sở hữu giao dịch các token được bảo chứng bởi bất động sản thực do Zinlex Foundation thẩm định và giám sát, linh hoạt vốn đầu tư mua token đại diện cho cổ phần của bất động sản thực chỉ với 10.000 đồng thay vì mua toàn bộ tài sản với chi phí cao theo cách truyền thống. Tăng trưởng an toàn, bất động sản có tiềm năng tạo nguồn thu kinh doanh đều đặn và tăng bền vững trong dài hạn, giúp bảo vệ tài sản của nhà đầu tư khi token nắm giữ tăng giá trị tương ứng. Thanh khoản là 24/7, mua bán token bất cứ lúc nào trên các sàn giao dịch. Với tính thanh khoản tốt giúp nhà đầu tư tiếp cận được nguồn vốn ngay lập tức. Về cái nguồn gốc tài sản uy tín, mỗi bất động sản đều đã được xác thực thông tin thẩm định giá trị và giám sát kỹ lưỡng bởi Zinlex Foundation nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Hoa hồng trọn đời, không giới hạn thu nhập thụ động từ tiền hoa hồng đến 40% phí giao dịch cho cả người giới thiệu và người được giới thiệu. Về cái thao tác đơn giản là thanh toán bằng crypto và sở hữu token ngay lập tức trong vòng chưa đến 5 phút chỉ với vài cú click chuột trên giao diện đơn giản, an toàn và tiện lợi. Và đây là cái phần Airdrop thì mình đăng ký Airdrop đầu tiên sẽ giành được là cái token của là cái dự án Propacy. Và để đăng ký được cái này thì mình sẽ dùng mail nhé, mình sẽ ghi cái mail vào đây. Và các bạn lưu ý cho mình là còn lại 13 ngày sẽ là kết thúc sự kiện Airdrop này. Thì các bạn sẽ lấy cái đường link mình để bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận của là video. Ở đây thì mình sẽ tiến hành mình điền cái mail, và sau khi điền mail xong các bạn click vào nút là đăng ký. Ở đây mình bấm vào đăng ký. Như vậy mình đăng ký thành công thì nó báo cho mình là xác thực mail nhé. Dự án gửi một cái mail về thì mình bấm vào đã hiểu đây. Bây giờ các bạn mở cái mail lên thì mình xem cái lá thư gửi về, mình sẽ bấm đấy mình verify mail. Và đây là cái mail mà bên phía dự án gửi về, thì các bạn kéo bên dưới này, các bạn sẽ nhìn thấy một cái chữ là xác thực ngay nhé, các bạn bấm vào đây. Như vậy mình đã đăng ký thành công này, các bạn bấm vào tham gia Airdrop vào đây nhé. Vẫn ở trên cái phần mail mà các bạn đang xác minh nhé, ví dụ mình đang ở bên này là bên Chrome này. Còn bên này là bên cái phần mail mình đang xác minh ở đây nhé. Nếu mà các bạn làm trên máy tính thì cái phần mà các bạn đang dùng trên mail này, khi bấm vào cái nút là xác thực ngay thì nó tự động nó mở sang cái Chrome này. Còn nếu mình làm trên điện thoại thì cái phần mình đăng nhập ấy, nó ở ngay cái phần mail rồi nhé.
và các bạn cần phải làm nhiệm vụ thì mình mới nhận được cái đồng prod của dự án. Các bạn kéo bên dưới này nó sẽ có một cái phần nhiệm vụ là khảo sát nhé. Và cái này là nhận ngẫu nhiên từ là 10 đồng là prod nhé. À, có người thì nhận được 3 và có người thì nhận được 1. Nhưng mà cái này thì mình sẽ chỉ các bạn một cái mẹo thử xem là mình áp dụng nếu mà được thì các bạn làm theo xem mình có nhận được là 10 đồng hay không nhé. Vì ở cái ví kia mình làm thì mình nhận được 3 đồng nhưng mà cũng có người nhận được 5 đồng hoặc là 10 đồng. À, các bạn kéo bên dưới thì mình sẽ trả lời 3 cái mục khảo sát đây để mà hoàn tất quá trình ESOP nhé. À, cái câu số 1 thì dự án hỏi là bạn mong muốn lợi nhuận năm tối thiểu là bao nhiêu khi đầu tư vào token được bảo chứng bởi bất động sản thực như đất nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ vân vân do Zinex Foundation thẩm định và giám sát. Như vậy hôm qua mình để là 12%, một cái ví khác của mình thì mình nhận được là 3 cái đồng là probe ở đây. Thì hôm nay mình thử để lên là 25% xem nào. À, mình có nhận thêm được cái đồng này nó nhiều hơn hôm qua không nhé. Thì nếu mà mình nhận được ấy, thì các bạn làm theo, còn nếu như mình mà không nhận được thì bạn cứ để nó tập thấp là mong muốn là 5% hay là 10% hay là bao nhiêu phần trăm chẳng hạn. Mình kéo luôn lên là 30% đi. Đó. Bên dưới này là cái câu hỏi số 2 là nếu bạn có thể đầu tư vào token với lợi nhuận tối thiểu ở câu hỏi số 1, bạn sẵn sàng đầu tư với vốn bao nhiêu tiền cho đợt bán trước nhé. Tức là cái đợt mà nó mở bán ấy. Cái này thì mình cũng cứ fake ở đây thôi. Đó, mình fake đây là ví dụ mình fake đây là 100 triệu đi. Để xem nào cái mình ghi đây ấy, tức là cái ý mình là ghi đây thì xem nào nó có thưởng cho mình là 10 cái đồng prod hay không ấy. Vì hôm qua mình làm cái ví kia của mình thì mình để cái phần trên này, tức là mình để có 12% này. Lúc sau làm xong mình nhận có là 3 đồng nhé, nên ở đây mình cứ fake nên là 30 35% đi. À, phần này mình cứ kéo lên đây đi. Đó, ví dụ mình để là 300 triệu đi. À, tiếp theo thì mình sẽ ghi một cái câu trả lời ở cái ô số 3 là bạn có muốn khi tham gia vào đầu tư token được bảo chứng bởi bất động sản không, thì mình sẽ ghi đây tôi rất muốn. Như vậy mình ghi đây là tôi rất muốn nhé. Bây giờ mình sẽ bấm vào hoàn tất nhé. Nhưng mà trước khi bấm vào hoàn tất thì mình nói lại là cái phần này là phần khảo sát, nó không phải là cái phần mà nó là thật. Tức là cái ESOP này nó có một cái khảo sát này, khi mình làm khảo sát mình sẽ nhận ngẫu nhiên được cái đồng probe này là cái đồng quay dự án ấy, thì có người nhận được 10 đồng, có người nhận được 2 à 3 đồng. Như của mình là hôm qua mình nhận được 3 đồng khi mà mình để cái never này, nó ví dụ cái mong muốn của mình ấy mình để 12 nhé, nên là hôm nay mình kéo thử lên là 3 35 đi. À, nếu như mà mình để cái này mà mình nhận được nhiều hơn cái hôm qua là 3 đồng ấy, ví dụ mình nhận được 10 đồng thì các bạn làm theo nhé. Còn nếu mà mình vẫn nhận được 3 đồng thì các bạn cứ để nó tập thấp này cũng được nhé. Đó, bây giờ mình quay lại cái mục là 3 năm này. À, mình kéo bên dưới này, mình bấm vào hoàn tất ở đây. Ôi, thế thì cái này mình nhận có 1 đồng, còn còn là ít hơn cả hôm qua các bạn nhé. Hôm qua mình có để được 5 đồng cơ. Hôm nay mình nhận được có 1 đồng. Như vậy cái khảo sát này cũng không quan trọng đâu, nên là các bạn cứ điều chỉnh nó là, kể cả các bạn điều chỉnh là mong muốn là 1% với cái vốn là mình muốn mua bán trước cái là 1 triệu thì nó cũng vẫn là ngẫu nhiên nhé. Và tiếp theo nữa đến một cái mục mà kiểm tra cái token mình nhận được thì các bạn kéo lên bên trên nữa đây. Đây là cái phần mình vừa làm xong khảo sát này. À, các bạn kéo bên trên đấy, các bạn nhìn thấy chỗ là cái mail của mình, các bạn bấm đây một cái thì nó hiện cho mình là được 2 đồng nhé. À, 2 đồng ấy tức là khi mình đăng ký qua cái đường link mời thì mình nhận được là 1 đồng, ai cũng nhận được là đăng ký qua link mời và vừa lãi. Mình làm ESOP thì mình nhận được là 1 đồng, tổng cộng thì mình có là 2 đồng nhé. À, và nó sẽ trả về ví cho mình sau 48 tiếng khi mà sự kiện kết thúc. Nhưng mà cái quan trọng thì mình cần liên kết với cái ví Karat Demon Quanit. Các bạn bấm vào kết nối ví ở đây. Ở đây mình chọn vào là Karat Demon Quanit này, bấm vào kết nối này. Đó, như vậy nó tự động nó sẽ mở cái nó sẽ mở cái ví của Karat của mình lên kết nối nhé. À, như vậy là thành công các bạn nhé. Các bạn chỉ cần làm như vậy là được nhé. Bấm vào kết nối thì nó tự động nó mở cái ví Karat Demon Wallet mình lên nhé. Các bạn có thể bấm vào đăng nhập ở đây. Các bạn điền lại cái mail lúc trước mà vừa đăng ký ở trên website đây. Các bạn bấm vào nút là đăng nhập ở đây. Cái này mình phải là để ý kỹ.
À không, là mình lại không liên kết được ví đâu, vì ở trên máy tính mình click vào liên kết cái thì tự động nó liên kết ví cho mình, nhưng mà đối với ở trên điện thoại này hơi khó một chút, là mình có thể là ở đây nó không dẫn link cho mình đâu. À chưa chắc nó đã dẫn link cho mình đến ví đâu, thì mình sẽ bấm để mình sao chép liên kết nhé. Các bạn nhớ cho mình là mở cái mail mà dự án gửi về như này, là cái mail mà mình xác minh ấy, thì mình sẽ là sao chép cái liên kết ở đây, giữ vào đây bấm giữ tay khoảng mấy giây, mình bấm sao chép này. Các bạn quay lại cái phần ví mà mình vừa là bấm đăng nhập đấy, bây giờ thì mình sẽ dán lại vào ở cái ô đi app đây nhá. Đây các bạn nhìn thấy là cái phần quả cầu, tức là cái phần đi app trên ví, và đây cái đường link mình vừa đăng nhập này, thì mình lại dán tiếp cái đường link mà cái mail gửi về cho mình, tức là cái đường link xác thực đăng nhập, mình bấm vào đây. Bây giờ các bạn nhìn thấy là mình đã đăng nhập thành công ở trên cái ví đây, trên cái ví Karat Demo Wallet nhé. Cái này rất quan trọng, nếu như mình không đăng nhập được là sau này mình không liên kết được ví, mình không nhận được quay đâu. Bây giờ bạn nhìn thấy chữ là kết nối nhận thưởng này, mình lại bấm lại vào đây. Bấm lại ví này, bấm vào kết nối này. Đó, như bây giờ thì các bạn mới nhìn thấy là cái ví của mình nó hiện ở trên cái ví, tức là ở trên cái envelope này, thì bắt đầu nó liên kết cho mình cái mã ví của mình nhé. Nếu như mà các bạn không xem hết video đấy, chắc là các bạn không liên kết được ví, thì chưa chắc các bạn đã nhận được cái đồng quay về ví sau khi mà kết thúc đâu. Thì các bạn cứ làm đúng như mình là được. Ở trên ví này các bạn bấm đăng nhập nhé. Đăng nhập xong thì các bạn vào cái mail để mà nó gửi về cho mình, là cái đường link để mà nhấp vào đây để mà liên kết đăng nhập. Và như các bạn nhấp vào đây thì lại mở sang trình duyệt như là Chrome hay là Cốc Cốc, thì mình không liên kết ví được. Các bạn phải là giữ nì tay đây khoảng độ 3-4 giây này. Các bạn nhìn thấy cái đường liên kết, các bạn bấm vào sao chép liên kết này. Quay lại cái ví Karat Demon thì các bạn làm như mình vẫn lại, là dán vào cái phần đi app ấy, thì bắt đầu nó mới đăng nhập. Đăng nhập thành công thì lúc đấy các bạn mới bấm vào là liên kết ví, thì nó đã đăng nhập trực tiếp ở trên cái ví Karat Demon Wallet này. Thì khi mình nhấp vào kết nối ví thì bắt đầu nó kết nối cho mình, và đây là cái mã ví của mình nhé. Và sau khi mà hết sự kiện là còn lại 13 ngày, cộng với là sau 48 tiếng thì nó sẽ trả trực tiếp cái đồng là probe này về ở trên cái ví Karat Demon Wallet nhé. Đó thì các bạn nhìn thấy là mình đã liên kết thành công, đăng nhập này, đăng nhập và mình đã liên kết thành công ở trên cái ví nhé. Khi mình bấm vào này, mở cái phần mail lên này, thì các bạn nhìn thấy mã ví mình hiện đây, và bên trên cái phần thưởng đồng probe nhé. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video hướng dẫn. Mình cũng xin là dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.